Đừng có nghĩ là ăn chay thành tiên thành Phật gì hết đó. Cứ nghĩ đơn giản thôi, ăn để chúng ta giảm cái nghiệp sát sinh. Người ta thường quan niệm là vật dưỡng nhân, con vật nó phải dưỡng con người chứ tại sao con người phải ăn chay. Dạ quý vị hiểu lầm chữ dưỡng đó đó. Chữ con vật mà dưỡng đây là con vật gì biết không? Những cái con vật mà nó bảo hộ cho mình á, thí dụ như là con trâu thì giúp mình cày bừa, con ngựa thì giúp mình cởi, con lừa thì nó giúp cho mình chở đồ hàng hóa, vân vân. Con chó giúp mình giữ nhà. Chữ dưỡng đây là nó trợ giúp cho mình chứ không phải là để mình ăn nó. Rồi bây giờ ví dụ như hôm nào mình lọt vô trong rừng nó gặp mình á, như con gấu con cọp nó gặp mình đó, nó bữa nay nhân dưỡng vật nó xé mình xuống rồi nó mình nói cứu tôi cứu tôi, nó đừng có la, thường ngày được dưỡng nhiều lắm rồi, bữa nay dưỡng tôi một bữa đi. Nếu mình ăn chay cũng là một hình thức giảm. Mà quý vị biết không, thí dụ như bữa nào mình ăn chay đó, cái mình lỡ mình hung dữ lên cái mình nhớ trực lại, ăn chay mà hung dữ người ta cười chết, cái cũng giật mình lại một chút phải không? Thế từ thà ăn chay cũng đỡ đi, cũng giống như mình quy y làm Phật tử rồi cũng vậy, lỡ mà mình hung dữ lên chút cái ta nói quy y rồi nó nghe. Cho nên đỡ lắm.